Rất hân hạnh chào đón tất cả quý vị khán giả đến với chuỗi podcast Mầm Sống Nảy Sinh. Tôi Lê Ngọc, phóng viên thường trú linh hoạt ở tất cả những nơi có tin tức nóng hổi vừa được công bố. Cách đây không lâu, mạng xã hội rần rần một thông tin một nữ ca sĩ diễn viên đang thành công trên hành trình trở thành mẹ sắp nhỏ với nhiều lo lắng và háo hức. Và đương nhiên thông tin này không thể nào lọt khỏi tầm mắt của tôi. Ngày hôm nay, phóng viên thường trú Linh Hoạt sẽ tiếp cận nhân vật chính để đưa đến thông tin đến tất cả mọi người. Và bây giờ tất cả mọi người hãy theo chân tôi nhé. Wow, may quá. Tôi đã hạ cánh khẩn cấp đúng địa chỉ. Và có lẽ tất cả quý vị khán giả cũng đã biết người nhân vật chính mà tôi muốn nhắc đến là ai rồi đúng không ạ? Nhân chứng vật chứng rõ rành rành, ly sữa bầu, ca sĩ diễn viên Minh Hằng. Chào đi chị, chào đi. Chào khán giả. Ủa nhưng mà em là ai? Em từ đâu xuất hiện vậy? À, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Ngọc, là phóng viên thường trực. Và ngày hôm nay em xin đại diện tất cả các cộng đồng mạng đến đây xin chị một bài phỏng vấn. Rất là mong chị có thể chia sẻ thật tâm đến với những người hâm mộ của mình. Đồng ý. Quá tuyệt, xin chân thành cảm ơn chị. Và bây giờ chị có thể chia sẻ cảm xúc là từ ngày chị chia sẻ thông tin mình cảm giác như thế nào được không ạ? Thật sự thì từ lúc công bố thông tin đến nay thì Hằng cảm nhận một điều rằng là có lẽ là trong cái hành trình mang thai là một thời điểm duy nhất mà mình yêu thương một ai đó mà chưa hề gặp mặt. Chúng ta từng hay than thở là một năm sao trôi nhanh quá vậy. Nhưng mà điều kỳ diệu là chúng ta chỉ cần có 9 tháng để có thể tạo nên một cuộc đời, một con người. Chính vì vậy thì Minh Hằng đang cảm thấy là rất là hạnh phúc và đang cố gắng gìn giữ cơ thể cũng như là sức khỏe của mình để chờ đón một sinh linh, một cuộc đời đến với mình. Có thể mọi người đã biết, lần mang thai này vợ chồng Minh Hằng đã tin tưởng chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF. Và em nghe nói chị Minh Hằng đã trải qua một khoảng thời gian rất căng thẳng vì bội thực thông tin. Thì không biết chị có thể chia sẻ những cái điều này đến với tất cả khán giả được không ạ? Chính xác, vì Minh Hằng là một tấm chiếu mới nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề IVF. Thì thật là thiếu sót khi chúng ta không nhắc đến một người đã đồng hành xuyên suốt cùng với Minh Hằng sau người chồng. Và ngày hôm nay Minh Hằng xin được giới thiệu đến tất cả mọi người một vị bác sĩ rất hiền, rất dễ thương và rất là mát tay, và đã đồng hành cùng với lại vợ chồng Minh Hằng trong suốt thời gian đầu và chắc chắn là sẽ thời gian sắp tới. Và xin được thân thương giới thiệu đến là bác sĩ Hiền. Wow, thật là rốt rẻ hơn tôi nữa. Chứ sao nữa, bác sĩ sản khoa mà, lề mề là có lỗi với tuổi nghề bác ha. Bác sĩ Hiền xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay bác sĩ Hiền rất là vui bởi vì cùng với lại Lê Ngọc và Minh Hằng cùng chia sẻ với lại quý vị một số các kiến thức về thụ tinh trong ống nghiệm trong cái buổi podcast ngày hôm nay. Quá là tuyệt vời. Và không để tất cả quý vị khán giả lệ lâu hơn nữa, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là IVF và những đắn đo của Minh Hằng. Thì bây giờ xin được hỏi bác sĩ là những trường hợp nào mà chúng ta sẽ phải thực hiện đến IVF? Vâng, thưa quý vị, phương pháp IVF được thực hiện đối với một số các cái cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn. Vô sinh hiếm muộn đó là những cái người mà có cái quan hệ không có áp dụng bất cứ một biện pháp ngừa thai nào trong vòng 6 tháng cho tới 1 năm mà không có mang thai tự nhiên thì được gọi là vô sinh hiếm muộn. Cái định nghĩa này nó có thể thay đổi tùy vào cái lứa tuổi, tùy vào sự mong muốn có thai hoặc là một số các cái trường hợp cụ thể. Ví dụ như có những cái trường hợp mà trên 35 tuổi hoặc là những cái trường hợp đã có tiền sử bị thai ngoài tử cung thì cái định nghĩa này chỉ có 6 tháng thôi. Hoặc là đối với lại một số các cái cặp vợ chồng mà có cái tiền sử bị sảy thai liên tiếp, ví dụ như là bị 3-4 lần sảy thai trở lên thì người ta sẽ cần phải làm cái phương pháp thụ tinh ống nghiệm để sàng lọc phôi. Hoặc là một số các cái trường hợp mà tiền sử gia đình, tiền sử bản thân đã có những cái người sinh con có những cái dị tật mà mang tính di truyền, hoặc là người cha, người mẹ mang những cái gen bất thường mà chúng ta cần phải sàng lọc. Chẳng hạn như là có một số người bị câm điếc bẩm sinh mà do yếu tố về di truyền, hoặc là những người mà mang cái gen bị thiếu máu di truyền thì người ta cũng cần phải thực hiện cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để sàng lọc phôi. Mọi người biết không, lứa tuổi của một người mẹ nó quyết định đến sự thành công của kỹ thuật IVF là rất là cao. Và như Minh Hằng có chia sẻ thì mình đã quá quan tâm đến sự nghiệp, nên là khi mà lập gia đình và quyết định có con thì mình cũng đã chạm ngưỡng tuổi ta thì là 36, 37 và tuổi tây thì là 35 đó mọi người, nên là cũng khá là già. Khi mà lúc mà em đọc những cái comment của mọi người á, ủa thấy Minh Hằng trẻ mà, tại sao mà lại sử dụng kỹ thuật IVF, thì mọi người nhìn mình vậy thôi chứ mình
trên 35 tuổi rồi, nên là rất là khó. Và lý do vì sao thì nãy giờ bác sĩ Hiền cũng đã giải thích, thì sau 35 tuổi thì trứng của người phụ nữ cũng đã giảm chất lượng đi rất là nhiều. Và ngoài lý do đó thì Hằng cũng muốn là chủ động hơn trong cuộc sống này của mình. Tại vì bây giờ Hằng rất là muốn có con, nhưng mà nếu mà để thụ thai tự nhiên thì thực sự là mình cũng không biết là đến bao giờ mình mới có thể thụ được thai. Rồi mình sắp xếp công việc như thế nào để làm có thể là mình dành một khoảng thời gian nhất định để mình dưỡng thai, an thai, rồi chăm sóc bé, và cũng như là có thời gian là ở cữ xong rồi khi sinh. Thì thực sự những cái đó là mình phải cần sắp xếp rất là chu toàn và chi tiết. Đó là một trong những cái lý do mà Hằng đã nghĩ đến IVF. Ngoài ra thì cũng còn một lý do nữa. Khi mà chúng ta thực hiện kỹ thuật IVF thì chúng ta có thể sàng lọc phôi thai từ các bệnh di truyền của bố và mẹ. Nó cũng giúp cho Hằng an tâm hơn khi mà mình giữ được cái bào thai trong bụng, mà mình sẽ không có bị quá lo lắng là việc là con mình có bị một cái vấn đề gì hay không, có bệnh gì hay không. Hoặc là mỗi lần mà em nghe mọi người mà bạn của em đi khám níp hay là đi làm độ mồi da gáy thì cũng cảm thấy là rất là sợ vì không biết là con mình nó có bị cái vấn đề gì hay không. Thì khi mà mình làm kỹ thuật IVF thì ít nhất là trong khoảng thời gian đầu, đúng không bác, mình sẽ đỡ lo lắng về những cái nỗi lo đó, thì cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái đứa con nằm trong bụng mình nó cũng sẽ nó cũng sẽ nhẹ gánh hơn. Thực sự mà nói, đối với những người mà phụ nữ quá quan tâm đến sự nghiệp á, thì sau này có sự nghiệp ổn định rồi thì lại không đủ điều kiện để mà thụ thai một cách tự nhiên, thì em nghĩ đó là một trong những phương pháp rất là cứu cánh cho những người phụ nữ như em. Vâng, thưa quý vị, thì giống như là Minh Hằng chia sẻ thì thật sự ra thì phương pháp thụ tinh ống nghiệm là chúng ta sẽ tạo ra cái phôi. Và khi mà cái phôi đó nó được tới ngày 5, ngày 6, nếu như mà chúng ta có những một số các cái chỉ định thì chúng ta có thể sinh thiết cái phôi để chúng ta có thể sàng lọc một số các cái bệnh lý về di truyền. Ví dụ như cụ thể trường hợp của Hằng chẳng hạn, rất là nhiều người có hỏi là tại sao Hằng làm thụ tinh ống nghiệm. Thì bởi vì Hằng ngoài nhiều người tò mò lắm luôn các bác, nhiều người lắm luôn. Hằng có những cái chỉ định, nhưng mà một trong những cái mà cần phải sinh thiết sàng lọc phôi đó là Hằng có mang cái gen là thiếu máu di truyền. Tức là Hằng không phải là người bệnh, nhưng mà Hằng có mang cái gen gọi là người mang cái carrier thôi. Nên thành ra là chúng ta cũng cần phải làm cái sàng lọc phôi trước khi chúng ta lựa chọn cái phôi nào nó phù hợp để chúng ta có thể chuyển phôi để cho em bé được hoàn toàn bình thường. Thì chúng ta cũng phải hiểu được cái phương pháp mà sàng lọc phôi, có nghĩa là chúng ta sẽ sinh thiết cái phôi ở ngày 5 để chúng ta loại trừ những cái bệnh lý di truyền từ người cha và người mẹ, và những cái bất thường nó xảy ra ở lúc mà phôi từ ngày 1 đến ngày 5. Tuy nhiên rằng là có một số người thì người ta nghĩ rằng là khi mà tôi sàng lọc phôi rồi thì tôi sẽ sanh ra em bé hoàn toàn bình thường, không bao giờ có những cái bất thường gì hay không, đúng không? Thì không hẳn như vậy. Tại vì khi mà sau khi sàng lọc phôi thì cái phôi đó sẽ được trữ đông. Trữ đông, và sau khi mà chúng ta quyết định mang thai thì sẽ chuyển cái phôi đó vô trong cái tử cung, và cái phôi lại tiếp tục phân chia tế bào, lại tiếp tục phát triển. Và trong quá trình phát triển và phân chia tế bào đó, do cái sự ngẫu nhiên hay là do những cái yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài, ví dụ như là hóa chất, ví dụ như là tia xạ, vân vân, bởi vì trong cái thức ăn chúng ta biết là bây giờ nhiều khi có hóa chất rất là nhiều mà chúng ta không biết, thì nó cũng vẫn có thể có một cái xác suất là dẫn đến những cái sai lạc trong quá trình phân chia tế bào. Nên nếu như mà một số trường hợp mà sau khi làm thụ tinh ống nghiệm mà có sàng lọc phôi, vẫn có một cái xác suất nhỏ là có thể gây ra những cái bất thường ở trên nhiễm sắc thể ở những cái thai thụ tinh ống nghiệm, chứ không hẳn là chúng ta thấy rằng là chúng ta sàng lọc thì chắc chắn con mình bình thường đâu. Dạ để đúng vâng. Rồi, đó là một trong những lý do mà sau khi mà em làm thụ tinh trong ống nghiệm xong thì mình cũng không có dám lơ là, mình cũng phải ăn uống rất là kỹ, mình cũng phải tìm hiểu kiến thức để làm sao mà mình nạp vào cơ thể của mình là những cái chất gì mà nó không gây hại đến thai nhi của mình. Vậy thì chi tiết quy trình thăm khám cũng như là xét nghiệm và quá trình thực hiện IVF thì nó sẽ diễn ra như thế nào? Bác có thể giải thích cho tất cả mọi người được không ạ? Vâng, thưa quý vị, thông thường thì trước khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm thì bác sĩ sẽ thăm khám cho cả hai vợ chồng. Mình sẽ khám cái gì? Thứ nhất là mình sẽ khám sức khỏe định kỳ tổng quát cho cả người vợ và người chồng, để xem có các cái bệnh lý gì để mà cần phải điều trị, ưu tiên điều trị trước hay không. Bác sĩ sẽ khám về các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như là viêm gan, giang mai, HIV, rubella hoặc là lao, vân vân. Bác sĩ sẽ khám về cái chất lượng trứng của người phụ nữ, cũng như là chất lượng tinh trùng của người đàn ông. Và nếu như mà những cái cặp vợ chồng có quan tâm đến cái chuyện là khám tiền hôn nhân á,
thì là một cái điều rất là tốt, bởi vì là cái khám tiền hôn nhân là một trong những cái mà tôi thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta không có cái thói quen là đi khám tiền hôn nhân. Nhưng mà qua cái thăm khám tiền hôn nhân thì nó có thể định hướng cho cái chuyện là sinh sản cho cái cặp vợ chồng đó trong tương lai rất là nhiều. Thì nếu như chúng ta có đi khám tiền hôn nhân thì chúng ta cũng mang tất cả những cái hồ sơ khám tiền hôn nhân để cho bác sĩ biết được cái tình hình của mình như thế nào. Sau đó thì bác sĩ sẽ tư vấn về cái tất cả những cái quy trình thực hiện về thụ tinh ống nghiệm. Nếu như mà sức khỏe của cả người vợ và người chồng đạt được cái điều đủ điều kiện để có thể thực hiện thụ tinh ống nghiệm thì bác sĩ sẽ hẹn cái người phụ nữ vào ngày hành kinh thứ nhất đến ngày thứ ba, tức là ở đầu chu kỳ kinh. Chúng ta sẽ cho siêu âm để đếm các cái nang trứng và chúng ta sẽ thực hiện là kích trứng. Chúng ta sẽ dùng thuốc để kích thích cho một cái đoàn hệ noãn phát triển. Thì cái đoàn hệ noãn phát triển đây là những cái trứng của cái chu kỳ đó. Nên thành ra là cái việc mà kích trứng nó sẽ không có làm mất đi cái trứng trong tổng cái trứng của người phụ nữ, mà nó chỉ sử dụng cái trứng của chu kỳ đó thôi. Nên thành ra là cái việc mà kích thích buồng trứng và thụ tinh ống nghiệm nó sẽ không làm giảm đi cái lượng trứng cũng như không gây ra cái mãn kinh sớm cho người phụ nữ như mọi người thường nghĩ. Và sau khi mà chúng ta sẽ kích trứng như vậy thì thường là nó sẽ kéo dài khoảng chừng 10 ngày cho đến 2 tuần hoặc là kéo dài hơn tùy vào cái đáp ứng của mỗi người. Và sau đó thì bác sĩ sẽ chọc hút trứng qua cái đường âm đạo để lấy trứng ra bên ngoài. Và trong cái phòng lab thì các cái kỹ thuật viên, kỹ sư sinh học lấy cái tinh trùng của người đàn ông tiêm trực tiếp vào trong cái bào tương của trứng. Và sau đó thì sẽ chờ 24 tiếng thì người ta sẽ báo cáo được cái kết quả là có được bao nhiêu cái trứng được thụ tinh. Và sau đó thì người ta sẽ nuôi cái trứng thụ tinh đó lên đến ngày 5 và ngày hoặc là ngày 6 để người ta đánh giá cái chất lượng của phôi như thế nào. Và sau đó thì người ta sẽ sinh thiết cái phôi đó để xem là sàng lọc cái phôi, xem cái phôi có bất thường hay không nếu có chỉ định. Và người ta sẽ trữ đông cái phôi. Và người ta để đó thì tùy vào, ví dụ như là mình muốn chuyển phôi vào cái chu kỳ đó luôn, hoặc là mình có thể chờ vài tháng hoặc là một vài năm sau mình mới chuyển thì tùy. Thì người ta sẽ trữ đông cái phôi trong ngân hàng. Và sau đó thì khi nào mà người phụ nữ sẵn sàng thì bác sĩ sẽ rã đông cái phôi đó ra và chuyển vào trong cái tử cung cho người phụ nữ để người phụ nữ có thể mang thai. Nhắc tới vấn đề tiêm chích thì em nhớ là chồng mình đúng là siêu nhân tiêm chích thực sự. Tại vì khi mà bác kêu là về là tiêm kích trứng thì tiêm kích trứng là liên tục và phải đúng ngày đúng giờ, thì bác có nói là nếu như là nhà em ở đâu thì kêu y tá tới chích. Chồng của em đã cũng như là rất là xung phong, đó là để anh chích cho. Tại vì y tá đến là nhiều khi là em đang đi quay hay là em, tại vì cũng có lịch trình là bay đi nước ngoài. Và khi mà chích trên máy bay thì bác biết rồi, thuốc thì mình sẽ phải được ướp đá. Nếu mà thuốc bình thường thì mình phải để tủ lạnh. Còn lúc mà đấy thì chồng em cứ xách cái ly, mà giống như thay vì mình uống cà phê thì mình cứ cầm cái ly đó, xong rồi cứ mình bỏ cái ống tiêm đi, xong mình cứ đi vòng, xong cuối cùng mình mang lên máy bay. Thì thực sự đó là một trong những kỷ niệm rất là khó quên. Thật sự là em không bao giờ quên được cái ngày đầu tiên mà khi mà anh ấy pha thuốc, mém pha lộn nha bác. Mém pha lộn. Chứ thật sự là để mà em tự giống như cầm cây kim mà chích vô trong bụng mình thì thật sự là nhìn hơi ghê. Nghĩa là mình không có cảm giác là mình sẽ có người đồng hành cùng với mình. Thì đó là một trong những cái kỷ niệm mà thật sự mình không có bao giờ quên được. Nói đau thì nó cũng không phải là đau. Và trong cái quy trình mà từ 8 ngày, em nhớ là như 8 ngày em chích liên tục thì cái bụng mình nó cũng hơi tròn tròn múp múp lên một tí, đúng không? Xong rồi cái ngày thứ 9 thì em đi qua bên kia thì cái chích cái mũi cuối cùng mà cái kiểu mà để chuẩn bị. Là em nhớ em có quay lại cái cảnh của đó thì cái bụng của em tròn ấm luôn. Em nói, ủa sao lúc này giống bụng bầu 3 tháng quá vậy? Thì thật sự là cái đó chắc là sẽ không bao giờ quên được. Rồi cái hành trình đi chọc hút trứng thì nó cũng, mọi người có nói là thật sự là vất vả và gian nan, nhưng mà đối với em thì cảm thấy là cái hành trình nó cũng không quá vất vả. Có thể là chắc là vì do sự tư vấn của bác sĩ rồi sự động viên của mọi người, nên là em cũng cảm thấy là cái hành trình nó trôi qua cũng rất là nhẹ nhàng. Trong cái tập 1 thì em có chia sẻ là mình đã đưa vào 2 phôi thai. Thì sẵn tiện đây thì Hằng cũng muốn chia sẻ là tại sao mà Hằng lại đưa vào 2 phôi thai. Vì bản thân Hằng là người đã xuất phát điểm rất là muộn. Như nãy giờ mình có nói là mình cũng già đó. Nếu như bây giờ tính tuổi từ bây giờ thì 35 ha. Xong rồi cái mình
mình để thụ thai tự nhiên thì mình cũng không biết là bao giờ mình mới thụ thai được. Và sau khi thụ thai rồi, nếu như mình may mắn mình có được con trong năm 2023, mình có con tự nhiên, sau đó thì mình sinh con ra thì ít nhất là nếu mà mình may mắn mình sinh tự nhiên thì ít nhất cũng phải 1.5 năm sau thì mình mới có thể có được đứa con thứ hai. Và nếu như mà mình không có được may mắn mình phải sinh mổ thì ít nhất là phải 3 năm sau mình mới có được đứa con thứ hai. Đó thì đó là một trong những lý do mà Hằng quyết định đưa hai phôi thai vào cơ thể của mình. Mặc dù bác Hiền cũng nói là có rất là nhiều cái rủi ro cũng như là xác suất không có tốt cho người mẹ khi mà ở lứa tuổi như Hằng mà lại bỏ vào hai phôi thai trong cùng một lúc, thì đối với người mẹ thì lúc nào cũng thích, nhưng đối với bác sĩ thì không bao giờ thích chuyện đó. Và Hằng có nhớ câu nói đó của bác Hiền, nhưng mà thật sự thì mong ước có con của mình nó quá là lớn, nên là mình nói là thôi kệ, có như thế nào thì mình cũng phải thử, mình cũng phải ráng. Thật sự mình rất là hy vọng là mình sẽ có cùng hai thiên thần, nhưng mà đúng là ông trời cho bao nhiêu thì mình sẽ phải lấy bấy nhiêu, nó không có như mình mong muốn. Em có một cái thói quen á là hay ghi nhật ký cho con của mình. Thì thật sự là những ngày đầu mình rất là chăm ghi nhật ký, ghi cái gì mình cũng ghi. Xong tới lúc mình biết tin là mình chỉ có được một phôi thai là cái cuốn nhật ký đóng lại luôn á. Không phải là mình không thương con nữa, nhưng mà mình không biết viết gì cho cái đứa con còn lại khi mà nó bị mất. Thì bản thân em thì mình mất một cái phôi thai thì mình đã thấy rất là buồn. Thì em nghĩ là có những người mà họ làm cái kỹ thuật này cho cái những lần đầu tiên mà họ không đạt được kết quả như mong muốn thì thật sự là rất là buồn. Mình đã mất một tháng để có thể bắt nhịp lại và quay lại để viết nhật ký dành cho con của mình. Và mình cũng đã ok, nếu như mà ông trời chỉ cho mình một thì mình sẽ phải đón nhận chuyện đó. Và chắc là và từ đó thì Hằng cũng như ông xã cũng nói là thôi, mình được bao nhiêu thì mình hay hưởng bấy nhiêu. Hiện tại bây giờ thì cũng rất là thoải mái với cái việc này. Thực sự là khi chia sẻ cái chuyện này á, thì lúc mà tập 1 đưa ra thì có rất nhiều người nói là chúc mừng á, mình cũng hơi bị chạnh lòng. Mình hơi chạnh lòng mà chị ơi, chắc là chị sẽ có hai em bé, hai thiên thần đúng không? Đó thì khi mà Minh Hằng chia sẻ về cái vấn đề này thì thật sự thì cái lúc mà đầu tiên á mà cái Minh Hằng mong muốn là mang song thai thì mình bác sĩ Hiền cũng tư vấn rất là kỹ. Bởi vì khi mà mình nhìn một cái cặp vợ chồng mà có hai đứa con song sinh, dễ thương, thiệt là dễ thương, và ai cũng mong muốn là có mình song thai. Nhưng mà đứng về thứ người trong cuộc hoặc là đứng về phương diện về y học á thì chúng tôi không mong muốn cái điều đó. Bởi vì khi mà mang song thai thì cái nguy cơ rất là nhiều, nguy cơ sảy thai, nguy cơ sinh non, nguy cơ của các cái bệnh lý về tiền sản giật, rồi nguy cơ cho em bé và đặc biệt cho người mẹ. Thì với lại những cái người như là Hằng thì làm nghệ thuật thì còn một cái điều nữa là cực kỳ sợ là sắc đẹp. Và chúng ta biết rằng là khi mang song thai thì đôi khi là cái bụng sau đó là nó nhão ra và nó sẽ khó có thể phục hồi trở lại bình thường. Thì có một số bạn diễn viên, cũng một số bạn nghệ sĩ cũng đã từng mang song thai. Thì sau khi sanh xong mấy bạn có nói với là bác Hiền ơi, ai mang song thai thì khuyên đừng giùm em nha. Mặc dù là trước khi đó thì rất hào hứng. Thì đối với Hằng thì cũng như vậy. Tuy nhiên rằng là khi mà chuyển hai phôi á thì thật lòng ra mà nói là bác sĩ Hiền cũng không có nói trước với Hằng. Nhưng trong cái lúc chuyển phôi thì mình cũng biết là chỉ có một phôi là sẽ đậu thôi. Tại vì hai phôi thì có một cái chất lượng phôi nó hơi bị kém. Một phôi thì rất là tốt. Dạ đúng, chính vì vậy em cũng thấy mình thực sự rất là sáng suốt khi lựa chọn phương pháp IVF. Tại vì bản thân á, khi mà mình chọc hút trứng, mình kích trứng ra thì lúc đó thì Hằng được tận 26 trứng. Mình nghĩ wow, một đội banh nha. Mình nói là wow, một rổ trứng. Mình cảm thấy wow, tự tin dễ sợ luôn. Ai hỏi mình kích được nhiêu trứng? 26 trứng, dễ sợ, rất tự tin. Nhưng cuối cùng là sau 3 ngày phôi 3 ngày thì Hằng chỉ còn được có 10 phôi. Và sau phôi 5 ngày thì Hằng chỉ còn tổng cộng lại có 3 phôi. Nhưng mà thật sự 3 phôi đó là chỉ còn có một phôi là chất lượng phôi cao nhất thôi. Thật sự lúc đó Hằng với ông xã có ngồi nói với nhau, wow, nếu như mà mình để tự nhiên hoặc là ấy thì chắc chắn là con mình nó sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra. Tại vì cái chất lượng trứng của mình rõ ràng rất là kém, rất là yếu. Đó thì qua cái câu chuyện của Minh Hằng á, thì quý vị cũng thấy rằng là cái người phụ nữ
với lại người đàn ông nó khác nhau ở một cái điểm cực kỳ là quan trọng ở trong cái khả năng sinh sản, đó là gì? Khi mà một bé trai sinh ra có hai cái tinh hoàn, và hai cái tinh hoàn đó thì nó sẽ không có sản xuất ra tinh trùng. Đến khi cái bé trai đó đến tuổi dậy thì bắt đầu hai tinh hoàn nó sản xuất ra tinh trùng, và cái sự sản xuất ra tinh trùng đó nó diễn ra một ngày. Đến khi người đàn ông đó chết đi thì nó không sản xuất ra được tinh trùng nữa. Nên chúng ta thấy rằng là có những người đàn ông 70, 80 tuổi người ta vẫn có thể có con. Nhưng người phụ nữ thì khác. Bé gái á, thì lúc mà thai 20 tuần thì chúng ta biết là ở hai buồng trứng cha mẹ giống như là kiểu tài sản cho con vậy đó. Thì mỗi hai buồng trứng nó sẽ chứa khoảng chừng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cái trứng. Và cái gia tài đó nó sẽ chỉ có bao nhiêu đó thôi, và nó chỉ giảm dần thôi, và nó không có sản xuất ra thêm ở cái hai buồng trứng đó. Cái người phụ nữ nó khác với người đàn ông vậy. Dạ. Nhưng mà người phụ nữ thì lại sao biết không, xài rất là sang và rất là hoang phí. Gia tài thì chỉ có bao nhiêu đó thôi, là 1,5 triệu đến 2 triệu. Nhưng mà đến khi mà bé gái đó sinh ra thì từ 1,5 triệu đến 2 triệu nó chỉ giảm lại một hai bên buồng trứng, chỉ còn chừng 200 đến 300 ngàn thôi. Nó giảm kinh khủng như vậy. Và đến khi mà bé gái đó đến cái tuổi dậy thì hai buồng trứng đó lại chỉ còn có 20 đến 30 ngàn thôi. Và từ khi tới tuổi dậy thì bắt đầu hàng tháng người phụ nữ sẽ có những cái chu kỳ kinh, do cái buồng trứng nó phát triển và nó rụng trứng, thì mỗi một chu kỳ kinh thì chỉ có một cái trứng nó rụng. Nhưng mà phụ nữ xài hao lắm. Mỗi một tháng chỉ có một cái trứng rụng, nhưng mà có đến 20 đến 30 cái trứng nó phát triển. Nên chính vì vậy là giống như trường hợp của Minh Hằng là kích trứng là lên đến 26 cái trứng. Là chúng ta thấy là kích của cái chu kỳ đó, chứ không lấy đi ở trong cái dự trữ buồng trứng đó. Thì mỗi một tháng như vậy thì người phụ nữ tiêu xài đến 20 đến 30 cái trứng, cho đến khi mà người phụ nữ khoảng chừng 35 tuổi bắt đầu là cái buồng trứng nó cạn, nó giảm đi rồi. Nên thành ra là nếu như người phụ nữ mà trên 35 tuổi là cái khả năng sinh sản nó bắt đầu nó giảm xuống. Và nếu mà trên 40 tuổi thì nó lại giảm xuống nhiều hơn nữa. Và đến khi người phụ nữ khoảng chừng 45 đến 50 tuổi thì hai buồng trứng không còn trứng nữa. Và người phụ nữ sẽ rơi vô tình trạng mãn kinh. Và cái tình trạng là giảm cái dự trữ buồng trứng đi hàng tháng như vậy, nó còn cái ngoài cái chuyện là tuổi tác, nó còn có những cái tác động từ môi trường bên ngoài. Ví dụ như là stress, căng thẳng trong công việc, cuộc sống, mà chúng ta thấy rằng là phụ nữ hiện nay á, thì đâu phải là chỉ có làm công việc nhà, đi ra ngoài xã hội rồi áp lực công việc rất là nhiều, hoặc là do sử dụng các chất kích thích, bia, rượu, thuốc lá, vân vân. Nên nó sẽ làm giảm đi cái dự trữ buồng trứng càng nhanh hơn. Nên hiện nay tôi đã từng gặp những người phụ nữ chỉ có 20 mấy tuổi đến 30 tuổi thôi mà thử ra cái dự trữ buồng trứng nó gần như cạn kiệt. Đó. Thì qua cái câu chuyện của Hằng kể, cũng như là chúng ta hiểu rõ hơn về cái buồng trứng của người phụ nữ, thì nếu như các bạn nào mà có những cái kế hoạch mang thai trễ hoặc là lập gia đình trễ, thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái chuyện là chúng ta đi khám và làm cái xét nghiệm coi cái dự trữ buồng trứng của mình như thế nào. Nếu như mà chúng ta có cái dự trữ buồng trứng nó kém thì chúng ta sẽ cân nhắc đến cái chuyện là trữ trứng nếu như người chúng ta chưa có chồng. Còn nếu như chúng ta đã có chồng rồi thì chúng ta sẽ cân nhắc đến cái chuyện là trữ phôi. Đó. Ví dụ như là khoảng chừng 3-4 năm trước mà tôi có gặp Minh Hằng, có thể là tôi sẽ tư vấn về cái chuyện là trữ phôi, hoặc là trữ trứng gì đó, để mà chúng ta đến khi bây giờ là chúng ta có nhiều phôi hơn, chứ không phải là chỉ có một cái phôi tốt và hai cái phôi nó chất lượng kém như vậy. Đúng rồi đó bác. Chính vì lý do mà em đã từng trải qua có những trải nghiệm như thế này á, thì sau khi mà em làm IVF xong thì hầu như tất cả những người mà bạn của em xung quanh, mà nếu như mà chưa có gia đình hoặc chưa có chồng, thì em đều khuyên đi trữ trứng đi lập tức, là em thúc đích các cô gái đó phải đi trữ ngay. Tại vì em nghĩ là ở một đời người của một người phụ nữ thì thật sự là giống như em nói, là không có con là một điều vô cùng đáng tiếc, thật sự rất là đáng tiếc. Nên là em sợ các bạn sẽ bị muộn, sẽ không còn trứng và các bạn sẽ rất là tiếc. Nên là xung quanh em là em đã xúi đi hết. Và bản thân em, nếu như mà em biết điều này sớm hơn thì em đã đi trữ trứng của mình trước năm 30 tuổi. Tại vì em nghĩ trước năm 30 tuổi là trứng của mình tốt nhất. Với lại cái nguồn quay công việc của mình á, thì thật sự là
bản thân em là thấy là sau 30 tuổi là mình đã khác. Mình bị stress rất nhiều, có những tháng là mình hầu như là mình bị vắng kinh, mình không có dâu rụng luôn. Mà mình đi khám thì bác sĩ nói là do bị stress, đơn giản vậy thôi. Thì em nghĩ là đó là một trong những lý do mà nó cũng làm cho em phải suy nghĩ đến vấn đề IVF và tìm đến nó ngay từ những ngày đầu mà mình muốn có con. Vậy thì có gì khác nhau trong thai kỳ giữa mẹ bầu bình thường và cũng như là mẹ bầu đang thụ thai bằng các phương pháp hỗ trợ gì bác? Vâng, thưa quý vị, thì đối với lại cái thụ tinh ống nghiệm với lại mang thai tự nhiên, về cơ bản thì nó cũng không có gì khác biệt lắm. Tuy nhiên rằng là có một số cái giai đoạn chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ như là mang thai tự nhiên á, thì chúng ta biết rằng là cái trứng nó sẽ rụng tự nhiên và sau đó buồng trứng nó sẽ tiết ra cái nội tiết tố estrogen và progesterone. Do vậy là cái thai kỳ nó được duy trì bởi cái nội tiết tự cơ thể người phụ nữ tiết ra. Trong khi đó cái thụ tinh ống nghiệm á, thì chúng ta phải cho nội tiết từ bên ngoài. Tại vì cái chu kỳ đó không phải là chu kỳ rụng trứng, nên á, là người phụ nữ sẽ hơi mệt, có những cái tác dụng phụ do cái yếu tố nội tiết từ bên ngoài. Ví dụ như là hay mệt, hay buồn nôn, hay đầy hơi, hay là chướng bụng, rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là cái nội tiết nếu mà chúng ta cho không đầy đủ thì có thể là dẫn đến những cái triệu chứng ví dụ như là dọa sảy thai hay là sảy thai đó. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là thụ tinh ống nghiệm thường được thực hiện đối với lại những người phụ nữ trên 35 tuổi. Thì đối với những phụ nữ trên 35 tuổi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái nguy cơ về các bệnh lý nội khoa, ví dụ như là các bệnh về tiểu đường, cao huyết áp, tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng, hoặc là có những cái u xơ tử cung. Đó là những cái bệnh lý nền của người phụ nữ trên 35 tuổi. Do vậy á, là người phụ nữ mang thai ở thụ tinh ống nghiệm thường là có cái nguy cơ cao hơn so với lại những người phụ nữ mà mang thai tự nhiên. Wow, sao nghe có quá nhiều nguy hiểm vậy bác? Sao mà khi đưa phôi thai vào trong một người phụ nữ thì mẹ bầu cần có những lưu ý gì khi mà mình sử dụng phương pháp IVF? Bác có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Giống như trường hợp của Minh Hằng á, khi mà Minh Hằng chuyển phôi vô á, thì Minh Hằng cũng rất là lo lắng, là sợ rằng là cái phôi nó rớt ra bên ngoài hay cái gì đó. Thì thưa với quý vị rằng là cái phôi mà được chuyển vô trong cái tử cung thì là cái phôi đó nó có được giữ lại hay không, nó có phát triển hay không, nó có trở thành cái thai được khỏe mạnh hay không, đó là do yếu tố nội tại trong cái niêm mạc tử cung, do cái yếu tố nội tiết của cơ thể người phụ nữ và do chất lượng của phôi, chứ nó không phải là chúng ta đứng dậy thì cái phôi nó tuột ra bên ngoài. Nên thành ra là sau khi chuyển phôi thì chúng ta, người phụ nữ vẫn có thể sinh hoạt và đi lại bình thường, không nhất thiết phải nằm tại chỗ giống như một số các cái chị em mà có những cái quan điểm rằng là sau khi chuyển phôi thì phải nằm một chỗ và thậm chí còn treo cái chân lên nữa. Thì cái việc mà nằm tại chỗ hoặc là bất động á, thì nó không có lợi ích cho cái chuyện là giữ cái thai, mà nó có hại rất là nhiều. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu mà chúng ta nằm tại chỗ thì chúng dẫn đến những cái hậu quả ví dụ như là teo cơ, loãng xương, hoặc là máu huyết không lưu thông tốt, dẫn đến tình trạng là xuất hiện những cái huyết khối. Và nếu như cái huyết khối đó mà sau khi mà sanh nó có thể dẫn đến cái thuyên tắc phổi và gây ra đột tử nữa, đó rất là nguy hiểm. Và cái người phụ nữ mà chúng ta biết rằng là chúng ta nằm ở trong một cái phòng mà không tiếp xúc với bên ngoài, không có vận động, không có đi lại, thì người phụ nữ sẽ bị stress và trầm cảm. Thật sự là khi mà mình bắt đầu vào cái công cuộc mà chuyển phôi ấy, thì Hằng cũng được bác sĩ tư vấn là mình cứ sinh hoạt bình thường, đi lại bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng không mọi người ạ, khi mà mình chuyển phôi vào thì cái gì mình cũng sợ thật sự. Mặc dù là mình vẫn rất là vui vẻ, vẫn đi shopping, nhưng mà chồng của mình thì lại lo lắng. Nên là anh kêu là nếu như em muốn đi shopping thì anh sẽ lấy xe lăn em đi. Thì đó, thật sự là cặp vợ chồng nào cũng vậy bác. Tuy là mình nghe nó là bình thường nhưng mình nghĩ là mình không biết là nó có bình thường hay không. Tại vì mình không biết chuyện gì xảy ra. Tại vì mình là người không có chuyên môn, mặc dù là mình đã đọc rất là nhiều tài liệu. Nên là em vẫn ok, thôi vậy em ngồi xe lăn. Rồi bản thân em có chia sẻ là đi tắm em cũng hơi sợ. Tại vì em nghe nó là nhiệt độ của nước nó cũng không quá cao, cũng không tốt. Rồi thí dụ mà mình đi lại cầu thang cao nhiều quá nó cũng không tốt.
Nhưng mà đương nhiên thì cái đó mình chỉ nghe loáng thoáng thôi, chứ nó cũng không có một khoa học nào mà chứng minh cả. Thì mình chỉ là đi nhẹ, nói khẽ và cười duyên trong thời gian 3 tháng đầu như những gì mà ông bà ta đã nói. Thì mình nghĩ là thôi, có kiêng thì có lành, cũng không đến nỗi là khi mà có chuyện gì xảy ra thì thực sự là mình sẽ rất là tự trách bản thân mình. Thôi thì mình cứ kỹ một chút cũng không sao. Đó là trong tâm lý của Hằng. Và Hằng nghĩ chắc là mẹ bầu nào hoặc là ai mà có đặt vào trường hợp của Hằng thì cũng sẽ như vậy. Một cái yếu tố mà cực kỳ quan trọng đó là từ trước đây thì Hằng làm luôn trong cái chế độ khiêng khem, là ăn uống rất là kỹ và rất là sợ mập, và cũng như là ăn đồ ăn thì rất là healthy. Thì bản thân em thì em nghĩ là thôi, trước khi chuyển phôi mình nên ăn nhiều chút, tẩm bổ nhiều chút để mình có sức khỏe, rồi mình giữ được cái phôi đó trong người. Thì ôi hời ơi anh ơi, vừa chuyển cái phôi vào là thực sự là em cảm thấy là giống như là cái bụng của mình nó sình, nó trướng và nó rất là khó bu bu. Rất là khó bu bu. Và thực sự là trong một tuần lễ đầu tiên là em bị trái táo nó hành. Mà em nói thật, mỗi lần mà em đi vào trong toilet là em chỉ là ngồi mà thiệt á, ngồi mà cầu nguyện thôi. Em sợ cái phôi nó rớt ra vô cùng. Và lúc đó thì em chỉ lên trên các diễn đàn mà tìm hiểu thông tin. Hầu như mẹ bầu nào cũng như mình, cũng rất là sợ là khi mà mình có lỡ mà quá trớn thì cái phôi nó cũng sẽ đi ra luôn. Nên là Khải Hùng, và lúc đó thì Hằng cũng có nhắn tin với bác là bác ơi, sao trái táo nó hành em quá. Thì bác mới nói là cho mình thuốc uống, sau đó là không nên tẩm bổ, ăn uống một cách bình thường, healthy. Thì đúng là sau khi Hằng chỉ uống có một cữ thuốc thôi, một ngày thuốc hoặc hai ngày thuốc gì đó, thì Hằng ăn uống healthy lại, là không còn có một cái triệu chứng táo bón nào cả. Và cảm thấy cơ thể của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Và mình cũng chia nhỏ cái bữa ăn ra, ăn uống nhiều rau xanh, rau củ quả. Và mình cảm thấy là nó khỏe hơn, chứ nó không có bị sình bụng như lúc đầu. Vì lúc đầu mình cứ gì muốn tốt cho thai nhi, nhưng mà mình là không tìm hiểu một cách cặn kẽ, chi tiết và đi sâu. Thì đây cũng là một trong những cái mà Minh Hằng cũng rất là muốn nhắc nhở mọi người là cũng không cần tẩm bổ gì đâu nha. Mình cứ ăn uống một cách theo thì bình thường thôi, chứ đừng tránh cái tình trạng mà cứ ngồi cầu nguyện như Minh Hằng thì khổ sở lắm. Đó là một trải nghiệm mình không bao giờ quên được. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái thời gian mình mới vừa bỏ phôi vào thì bác thấy là trong cái thời điểm đó là cuối năm thì có rất là nhiều công việc, vừa ra mắt phim rồi các hoạt động PR bên lề thì đi làm rất là nhiều. Mặc dù là bác kêu là thôi bớt lại đi nha, nhưng mà thực sự cái lịch trình nó phải là như vậy. Thì lúc đó Hằng cũng có mang giày cao gót một chút xíu, mặc dù là những lúc cần thì mới mang, còn không bình thường thì cũng đi dép lào cũng này kia, mình cũng rất là sợ. Nhưng mà lúc đó là mình cũng vì làm việc với cường độ quá cao thì mình có hơi bị khó thở. Thì mình có đọc, vô tình mình có lướt qua một cái tài liệu, mình thấy là cái triệu chứng mà khó thở đó thì nó đang là nguy hiểm đến thai nhi của mình. Thì Hằng đã đến phòng khám ngay, và bác sĩ nói là đó, thấy chưa, đi làm nhiều quá thì mình đã bị dọa sẩy 10%. Đó là một trong những cái cú cuốn hồn nhất, thật sự hoang mang nhất. Mình nghĩ mới chết rồi, mình đang làm gì đây, mình đã làm gì con mình đây. Thế là mình ngừng lại hẳn. Mình sẽ nói với lại những người mà cộng tác với mình đó là thôi, thời gian này thì thực sự là phải xin lỗi vì phải từ chối, nên là sức khỏe của mình vẫn là cái điều quan trọng nhất trong thời điểm này. Thì nghe lời của bác, bớt hẳn đi cái công việc, hẳn bớt đi thôi nha, chứ là thật là vẫn làm, bớt đi cái công việc và không có mang giày cao gót nữa. Và nếu như có cũng là cái giày đế bằng, mình không có mang giày đế nhọn. Rồi mình vẫn vận động một cách bình thường, nhẹ nhàng và lắng nghe cơ thể của mình nhiều hơn. Và thì rõ ràng là cái sức khỏe của mình đã cải thiện. Và chỉ có một cú sốc đó thôi mà thực sự làm hoang mang. Và lúc đó thì mình cảm thấy có lỗi lắm, rất rất là có lỗi. Nên là mình cũng có một bài học rất là đáng nhớ. Nó không phải là Minh Hằng mà gần như là mẹ bầu nào đúng thiệt là cũng có cái tâm lý như vậy cả. Yeah. Khi mang thai thì mọi người cứ nghĩ rằng là làm sao ăn cho hai người, yeah, đúng để rồi, làm đó, sao cho con mình nó khỏe. Thế nhưng mà mình ăn giống như Hằng nói là lắng nghe cơ thể, mình ăn theo nhu cầu và theo như là cái khẩu vị của mình, hoặc là những cái gì mình thích.
mình ngon miệng, cảm thấy ngon miệng mới hấp thu được. Nên thành ra là cũng không nhất thiết là phải ăn nhiều và ăn gấp đôi như là như mọi người nói. Cái thứ hai nữa là khi mà mang thai, đặc biệt là thai IVF thì người ta cho cái nội tiết tố từ bên ngoài vô. Cái nội tiết tố nó sẽ có cái tác dụng gì, nó sẽ làm cho cái tử cung nó không bị co bóp và nó sẽ giữ cái thai lại. Nếu mà tử cung mà nó co bóp, nó sẽ tống cái thai ra ngoài. Và khi mà tử cung không có co bóp như vậy thì những cái cơ mà nó gần gần giống như tử cung nó cũng sẽ không, nó giảm co bóp đi. Ví dụ như là ở dạ dày, bao tử nè, ví dụ như ở bọng đái nè, ví dụ như ở ruột nè. Nên chính vì vậy nên khi mà người phụ nữ mang thai thì sẽ hay bị đầy hơi, ăn khó tiêu, rồi hay bị táo bón, rồi hay bị đi tiểu á, tiểu không hết, tiểu lắc nhắc, tiểu nhiều lần và cứ mắc tiểu hoài. Mới đi tiểu xong chút vô lại mắc tiểu nữa. Thì đó là do cái đặc trưng của người phụ nữ mang thai. Do vậy là chúng ta cũng cần phải lưu ý để chúng ta biết. Và khi chúng ta thấy những cái triệu chứng như vậy thì không có vấn đề gì cả. Và chúng ta cần phải uống nhiều nước, ăn rau nhiều để chúng ta tránh cái tình trạng bị táo bón. Nhưng mà điều em cảm thấy may mắn nhất đó là em không có bị ngán. Tại vì trước khi khi mà mình, em cũng chuẩn bị tinh thần là chắc là mình cũng sẽ ngán lắm đây. Đó là một trong những lý do mà em cố gắng ăn nhiều trong thời gian đầu. Lỡ khi mà mình có ngán mình ói ra thì nó cũng còn lại chút đỉnh. Nhưng mà may sao là chỗ vía là mình không hề ngán, không có bị mệt mỏi, cũng không có bị mùi, rồi cũng không có bị hành nhiều, chỉ có ngủ thôi nha. Mà em cảm thấy là em là người rất là thích ngủ, nên thôi cũng được, không sao. Và cũng tâm tính thì cũng không thay đổi nhiều, vẫn làm việc. Nên chắc là vì làm việc, mình được làm việc rồi mình được vận động, nên là mình cũng không có bị stress nhiều á, mình không có bị tù túng, nên là mình cũng không có bị thay đổi tâm tính. Vẫn rất là hòa nhã. Mặc dù thì ăn hiếp chồng thì vẫn có, nhưng mà không có bị cọc hay không có bị cấu gì cả. Thì mình cũng cảm thấy là rất là may mắn khi mà mình đã chủ động. Rồi sau đó thì mình tìm hiểu nhiều thông tin. Và thứ ba nữa là mình có một bác sĩ rất là tận tâm để mà có thể tư vấn cho mình kỹ, để mình luôn luôn có một cái tinh thần rất là vững tâm để mà bước qua từng cái giai đoạn một. Thì giai đoạn nào mình cũng hiểu là giai đoạn đó nó sẽ xảy ra như thế này, để mình luôn có một cái sự chuẩn bị tâm lý để không có bị ngỡ ngàng, bị hoang mang cho những cái việc mà mình không hiểu nó đang diễn ra cái gì. Giống như cái việc mà khi mà khó thở là vì mình đã từng đọc thông tin đó, nên là mình đến bác sĩ ngay. Thì em cũng rất là mong là tất cả các mẹ bầu cũng sẽ có được sự may mắn như mình, cũng sẽ vui vẻ, cũng sẽ không có bị ngán nhiều và có một cái thai kỳ thật khỏe. Thật sự ra thì đúng thiệt là giống như Minh Hằng nói là Minh Hằng may mắn. Bởi vì là khi mà người phụ nữ mà có thể giữ được cái thai kỳ suốt 9 tháng 10 ngày, một cái sinh linh ở trong bụng mình á, thì người phụ nữ phải thay đổi rất nhiều. Thay đổi từ hình dạng bên ngoài cho đến cái bên nội tạng bên trong, cho đến những cái nội tiết, và dẫn đến những cái thay đổi về tâm sinh lý nữa. Có nhiều người phụ nữ than với tôi rằng là bác Thiền ơi, không phải là em thay đổi, mà em biến đổi thành một con người khác. Em không phải là em của ngày xưa nữa. Là người thì tăng cân nè, to lên nè, rồi mặt thì phù lên nè, da thì sạm nè, rồi á, những cái ngấn mà nhìn ở các cái cổ tay, cổ chân này, những cái kia đó là giống như là ghét nó động lại, nhưng mà thật sự ra không phải, do là cái nội tiết nó làm, đúng rồi, nó làm sạm lên như vậy đó, rồi rạn da đó, rồi xa bên thay đổi về nội tiết nó dẫn đến là thay đổi về tâm tính, hay mất tập trung và dễ rơi buồn, dễ hờn, dễ giận và dễ cáu, và thậm chí có nhiều người rơi vô trầm cảm nữa. Đó, nên thành ra là những cái vấn đề đó thì những cái thay đổi đó thì tôi hy vọng, nếu mà nói, để mà nói ra hôm nay thì tôi nghĩ là có rất là nhiều mà không đủ thời gian để nói nữa. Nên thành ra là hy vọng là trong một cái số nào đó của Minh Hằng nói về những cái thay đổi thì tôi lại được là Minh Hằng mời để chúng ta có thể chia sẻ kỹ hơn về những cái thay đổi này. Bác chắc chắn sẽ còn xuất hiện nữa, vì Minh Hằng chỉ đang trong những cái giai đoạn rất là đầu. Thật ra là nó chưa có thay đổi nhiều, nhưng biết đâu là mọi thứ nó sẽ thay đổi 180 độ sau những cái giai đoạn thứ hai hoặc là thứ ba gì đấy. Vì Hằng cũng chỉ mới bước qua cái giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai thôi,
Nên là thật sự là vẫn rất là cầu mong là mình sẽ không có bị stress. Tại vì Hằng hiểu được rằng là nếu như mà cơ thể của mình nó có quá nhiều sự thay đổi, vì bản thân Hằng là người rất là sợ xấu nữa, thì thật sự phụ nữ sẽ bị stress. Mà khi mà mình bị stress thì cái nguồn năng lượng đó nó cũng sẽ ảnh hưởng lên cái thai nhi của mình rất là nhiều. Nên là em cũng mong là đừng có cái gì nó biến cố xảy ra quá lớn. Và đương nhiên là mọi sự bất ngờ nó đều nằm ở phía trước. Sẽ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ở trong những cái tháng tiếp theo. Thôi thì mình cũng phải bình tâm để mà có thể đón nhận bất cứ một cái chuyện gì xảy ra. Và điều quan trọng bây giờ thì em cảm thấy là cái gì nó quan trọng nhất đối với mình. Nên là khi mà mình hiểu được rằng là nó quan trọng với mình như thế nào thì những cái sự thay đổi kia chắc cũng xứng đáng. Đúng không bác? Dạ, đó thì em cũng trên tinh thần là như vậy. Nên là mình cũng làm ra cái series này để có thể có bác sĩ đồng hành, rồi có nhiều mẹ bầu ở xung quanh chia sẻ cho mình nhiều cái kiến thức, cũng như là san sẻ được nhiều cái kinh nghiệm á. Tại vì có nhiều mẹ bầu nói là cái kinh nghiệm đó của mình á, chưa chắc là nó sẽ đúng với lại cái người khác đâu. Vì mỗi một mẹ sẽ có những cái sự trải nghiệm khác nhau. Và kể cả một người mẹ nhưng mà lần mang thai đầu là khác, lần mang thai hai là cũng là khác. Nên là tất cả mọi thứ nó đều sẽ có những cái biến số. Và mình chỉ biết là tận hưởng cái khoảng thời gian mang thai, cũng như là chờ đợi một cái sinh linh, một thiên thần nhỏ sẽ đến với gia đình của mình. Cho dù việc mang thai của chúng ta được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ hay là mọi thứ đến một cách bất ngờ, thì có một điều chắc chắn rằng là cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Hy vọng những thông tin chia sẻ từ bác Hiền cũng như là Minh Hằng sẽ có thể giúp được những ai đang trong giai đoạn như Minh Hằng, cũng như là ai đang có sự cân nhắc về quyết định chọn đại của mình, thì sẽ có thể tìm ra được một câu trả lời cũng như là tìm ra được một đáp án cho bản thân mình nha. Và bây giờ thì Minh Hằng xin cảm ơn bác Hiền đã giúp Minh Hằng, hỗ trợ Minh Hằng trong suốt quá trình thai kỳ, cũng như là xuất hiện trong cái podcast Mầm Sống Nảy Sinh này. Cũng rất là vinh hạnh được Minh Hằng mời để chia sẻ với lại quý vị trong cái buổi ngày hôm nay. Hy vọng rằng là những cái chị em phụ nữ sẽ luôn luôn là chủ động trong cái việc là sinh sản, để chúng ta có được một cái tương lai, sự nghiệp ổn định và một cái gia đình với những cái thiên thần bé nhỏ. Và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì các cái buổi, những cái tập sau thì tôi có cơ hội được Minh Hằng mời để mà có thể chia sẻ với lại quý vị nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào một cái dịp khác nếu như tôi được mời. Và nội dung podcast ngày hôm nay cho dựa trên tình trạng của diễn viên Minh Hằng. Nếu như mẹ bầu nào gặp bất kỳ liên quan đến sức khỏe của thai kỳ thì chúng ta nên nhận tư vấn từ các bác sĩ chuyên môn của mình nhé. Chúc tất cả các chị em sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh. Đến đây thì podcast với chủ đề IVF và những năng lực của Minh Hằng xin được phép khép lại. Và tôi cũng không rõ thì tập sau thì mình có còn được xuất hiện hay không. Nhưng Minh Hằng đã nói nhỏ với tôi rằng tập sau sẽ chia sẻ về chủ đề những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống của Minh Hằng trong những giai đoạn đầu thai kỳ. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tập tiếp theo rất hề hước của chuỗi series Mầm Sống Nảy Sinh. Và nếu không hề hước thì cũng xin đừng bắt đền tôi, vì những gì tôi nghe đều từ Minh Hằng mà ra. Tạm biệt.